Liêm, Liêm, Chân Bắc, Chân Bắc, không sao chứ? Không sao. Đại ca, chúng ta cùng báo thù đi. Vậy thì sao chứ? Nếu như Long Hải Sinh thừa cơ hạ độc thủ thì sao? Phải hả? Chúng ta thật sự chưa từng nhìn thấy thi thể của Triệu Trấn Bắc nha. Sao rồi hả? Có độc. Đây không phải khí độc, cũng không phải thực độc, chỉ có thể là huyết độc. Huynh đệ, muốn hạ độc cũng phải có đường đi. Độc này là... Độc này là mãng xà đại lý, kịch độc sản xuất từ dân Nam. Thấy máu là phát độc. Thông thường đều bỏ vào cây trâm hoặc những vật tùy thân giống như chiếc nhẫn vậy, giết người một cách vô hình. Chân Bắc, không sao chứ? Long Hải Sinh, đã 4 ngày rồi, Tri Huyện đại nhân vẫn không thẩm vấn. Ông nói xem. Sao tôi biết được chứ? 6.000 lượng vàng, bỏ vô biển rồi. Ông hãy nghĩ xem bước tiếp theo phải làm sao đây. Hay là đích thân đi gặp Tri Huyện đại nhân, xem rốt cuộc hắn định làm sao xử trí Nguyên Gia. Không được, Tri Huyện này và bọn Long Hải Sinh là cùng một phe mà. Vậy phải làm sao đây? Không lẽ đi cướp ngục à? Đây cũng không phải là cách hay đâu. Tôi không tin trên đời không có nơi nào để nói lý lẽ được. Hay tôi lên kinh thành để tố cáo nha. Tôi... Ân đệ à, ông đừng có nổi giận. Quan trường vốn dĩ đều như vậy mà. Năm xưa ông một lòng muốn đưa Nguyên Giáp vào con đường thi cử nữa chứ. Tôi không tán thành chút nào. Bây giờ tôi nghĩ lại. Bà đừng có nói như vậy chứ. Nếu con trai tôi được làm quan thì chắc chắn nó sẽ là vị quan thanh liêm, vị dân vị nước. Chưa chắc đâu. Cũng chưa chắc là như vậy. Quan lão gia, Triệu Chấn Bắc không phải là do sư phụ giết. Chúng tôi đã tìm Ngô Tác, kiểm tra thi thể của Triệu Chấn Bắc. Cây kim tôi đang cầm trong tay chính là cây kim để thử độc. Quách lão gia, chính là độc rắn. Hôm đó ở xưởng tàu chúng tôi đều có mặt, nhưng lúc sư phụ và Triệu Chấn Bắc đánh nhau, chính mắt tôi nhìn thấy Triệu Chấn Bắc bị sư phụ đá trúng, là Long Hải Sinh tới đỡ hắn ta ngồi dậy. Chính vào lúc Long Hải Sinh đỡ Triệu Chấn Bắc ngồi dậy, hắn đã hạ độc thủ ở phía sau lỗ tai của Triệu Chấn Bắc. Tất cả mọi người ở đó đều không chú ý, cho nên Triệu Chấn Bắc bị sư phụ chém một nhát mới ngã xuống đất mà chết. Hung thủ thực sự giết chết Triệu Chấn Bắc chính là Long Hải Sinh.
Ngoài những điều này còn chứng cứ nào không? Vốn dĩ chúng tôi định đem thi thể và ngọ tác tới trước mặt của ông, để ông dẫn đệ tử của quốc gia tới quan phủ đối chất. Thật không ngờ lúc chúng tôi đi ra ngoài đã bị Tống Bổ Đầu phát hiện. Tên ngỗ tác đó bây giờ chắc chắn bị Tống Bổ Đầu hại rồi. Long Hải Sinh cấu kết quan phủ, một lòng giết người ai cũng nhìn thấy. Quát lão gia, bây giờ cách duy nhất có thể cứu sư phụ chính là... cướp ngục. Quát lão gia, đừng chần chừ nữa, nếu để thêm hai ngày thì... Đủ rồi, không cần nói nữa. Quốc gia chúng tôi tuy không phải vọng tộc đời đời làm quan, nhưng đối với triều đình là một lòng trung thành cẩn cẩn. Những chuyện không có dương pháp giống như là cướp ngục, quốc gia chúng tôi tuyệt đối không làm. Nhưng quốc lão gia, Long Hải Sinh bọn họ... Ta nói một lần nữa, họ quốc chúng ta tuyệt đối không làm. Nếu vậy chúng tôi đi nha. Đi đi. Đi đi. Ông. Nè. Ông. Trần Chấn. Đi. Đi. Đi thôi. Đi. Đi đi. Nếu như không phải nể mặt của sư phụ thì lão già đó... Trần Chân à, lúc nãy cậu không có nghe rõ Quách lão gia nói gì hay sao? Quỳnh nói câu trước hay câu sau đi. Câu cuối cùng đó. Ông ta nói họ Quách tuyệt đối không làm. Cậu hỏi gì vậy? Ta hỏi Trần. Vậy còn ta hỏi gì đây? Lưu. Phải rồi hả? Quá lão gia có ý như vậy thật sao? Bây giờ Quá lão gia đã giao tính mạng của sư phụ vào trong tay chúng ta rồi, chúng ta nhất định phải cứu sư phụ ra ngoài. Đi. Ta còn chưa báo thù, tuyệt đối không thể để Quá Nguyên Giáp chết được. Trần Chân, bây giờ việc cấp bách nhất là phải tìm một người nào đó vẽ bản đồ của Đại Lao ra trước. Đi thôi. Huyện Nha, tỉnh Hải. Khốn kiếp, kể cả thi thể mà ngươi cũng không giữ được. Cút. Quách lão già đã biết được chân tướng của sự việc rồi. Vậy chúng ta phải làm sao đây? Chuyện này Dư Tri Quyện, ngài hãy làm đi nha. Được. Đại nhân nói ngươi được về nhà rồi. Tại sao lại thả ta ra? Đi thì đi, đừng có nói nhiều như vậy. Vô duyên vô cớ vậy, ta muốn gặp đại nhân. Vô duyên vô cớ, cha ngươi đã cho đại nhân chúng tôi 6.000 lượng lần đó. Nếu không ai dám thả ngươi đi chứ. Cha ta đưa tiền sao? Đúng vậy. Đi mau. Quách Nguyên Giáp, cha ngươi đang chờ ngươi bên ngoài kìa. Đi đi. Chứ Thanh à, khi nào chúng ta ra tay đi? Nhìn kỹ tình hình trước đi rồi tính. Ta muốn đi vệ sinh. Đi nhanh về nhanh đó.
Cha ta đâu? Cha ngươi đang chờ ngươi bên ngoài. Đi đi. Quất Nguyên Giáp vượt đuổi theo rồi. Đuổi theo, đuổi theo, đuổi theo, đuổi theo, đuổi theo, đuổi theo, đứng lại, đứng lại, đuổi theo. Trần Trân, đi mau. Bóng tên. Trần Trân, sư phụ, đi mau. Đứng lại, đứng lại, đứng lại, đứng lại chứ. Đứng lại, đuổi theo, đứng lại, đuổi theo mau. Đuổi theo, đuổi theo, đuổi theo, đuổi theo, đứng lại, đứng lại. Cha, 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 cha. Không sao chứ? Không sao. Trần Trân, lấy con dao nhỏ ra đây, giúp ta lấy đầu mũi tên ra trước đi. Dạ. Ráng chịu đau chút. Sư phụ, không sao chứ? Không sao. Hai người nói ta nghe, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cha ta kêu hai người tới đây sao? Sư phụ, người đừng có lo lắng, cái chết của Triệu Chấn Bắc không liên quan gì tới người đâu. Vậy hung thủ là ai? Long Hải Sinh. Long Hải Sinh? Cậu có chứng cứ không? Sư phụ, đại bá của con, Triệu bá bá, Chấn Bắc, tất cả là ba mạng người. Đâu chỉ có ba người, mở tiệm thuốc, bán thuốc phiện. Cha ta có biết chân tướng hay không? Còn Thiến Nam nữa. Tụi con đã nói chân tướng cho cha của người biết rồi, ông ấy mới đồng ý cho tụi con cướp ngục. Còn về Thiến Nam, tình hình khẩn cấp, tụi con vẫn chưa kịp nói với cô ấy. Bước tiếp theo phải làm sao? Để ta nghĩ xem. Chuyện xảy ra tối hôm nay, rõ ràng họ muốn dồn ta vào chỗ chết mà. Đúng vậy đó sư phụ, hình như là họ muốn ra tay với lại sư phụ đó. Hai người tìm được chân tướng sự việc, đương nhiên là họ sẽ ra tay giết chết ta trước. Bây giờ điều ta muốn làm nhất chính là về nhà gặp cha ta. Không được đâu sư phụ, bây giờ chắc chắn Quang Binh đi tới Quốc gia rồi. Bây giờ không nên về đó nữa. Phải rồi, lúc nãy khi chúng ta bỏ trốn, Quang Binh không thấy cậu. Cậu về nhà một chuyến đi, coi thực hư thế nào rồi. Võ quán Quách Thị. Cha, để con đi ra ngoài xem sao. Không cần, về nhà khiến người khác chú ý. Có lẽ họ đã đi tìm chỗ khác rồi. Cha, Trưởng Thành tới rồi. Sư công, sư phụ đã bỏ trốn ra ngoài rồi. Bây giờ nó đang ở đâu? Bây giờ tụi con đang trốn ở một nhà quan ngoài thị trấn. Hiện thời sư phụ đã bị trúng tên, không thể về đây gặp sư công được. Ê, cha, sư công, ông làm gì vậy? Quách ân đệ đa tạ ơn cứu mạng của ân nhân đã dành cho con trai. Sư công, ông đang nói cái gì vậy? Nguyên Giáp là sư phụ của con, ông là sư công của con. Đây chính là điều mà đồ đệ nên làm mà. Huống hộ, người cứu sư phụ còn có Trần Chân nữa.
thật không ngờ Quắc Ân đệ ta cả đời học võ, ngay cả con trai cũng không thể cứu được. Ngược lại để hai hậu bối như các cậu phải ra tay cứu giúp. Cậu và Trần Chân đều là ân nhân cứu mạng của con trai ta. Cái lạy này vừa để trả ơn, vừa là tạ tội. Ê, cha, sư công ạ, à, đừng làm vậy mà. Cha, tụi con không thể cứu sư phụ bình an mà để sư phụ bị thương, trong lòng đã thấy hổ thẹn lắm rồi. Sư công đừng làm như vậy nữa mà. Sư công đứng dậy đi. À, Nguyên Giáp bị thương như thế nào? Ta phải tìm nó ngay. Cha, 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 không được đâu sư công, không được đâu mà. Bây giờ bên ngoài khắp nơi đều là tai mắt của quan phủ, chỉ cần sư phụ xuất hiện chắc chắn sẽ bị hại ngay. Sư phụ cũng muốn gặp ông dữ lắm, nhưng mà làm sao mà gặp đây? Con cảm thấy chúng ta cần phải bàn bạc kỹ lưỡng lại. Đúng rồi đó cha, chúng ta phải tính toán cho thật kỹ lưỡng. Trần Chân, sư phụ, sư phụ cẩn thận.